vô trong nó có cái con mắt. Ồ. Ủa vừa lễ thế anh đồ bà nó quên hết lễ. Nó biết. Quy vợ mà. Ủa vợ em ở đâu? Vợ em bên nhà chầu ông. Ở chầu ông hả? Hình như từ đây đi chầu ông cũng xa không? Thì cái dưới chân cầu là thở lên bên trái. Ồ. Thấy nghe chầu ông có cái chùa cũng mấy lắm. Bà chị của bà một cái địa ấy tới là bà chị của bà. Đi kiều, trời.
mấy vòng đi đi chùa mà. Đây nó không có chỉ hết á. Không có bạn nó chỉ con. Nó đúng là nó theo ba bạn nó chỉ xuống bên đây. Nó tao danh uống cà phê nè. Hả? Tao danh năm ngoái uống này nè. Quệ xuống đây hả? Ờ, uống quệ sao mày không rành nha mày? Mày xuống rồi mày không rành mày. Ờ, tao đi ngồi xe đâu có lái đâu. Mày, mày đủ rồi. Mày nói mày xuống đây mà uống cà phê rồi. Nó tao ngồi xe. Thằng mày nói chuyện. Thì vậy nó chở đi tao không chở đâu. Ờ. Quệ nó chở đi mà mày. Thửa. Phát để trung thu mà. Hả? Chắc trung thu đó mới thích chứ. Con này hả? À? Ờ. Có đâu mày ơi. Trung thu không có đâu. Mày thu. Mua bán cho ai bán mày trời ơi. Mình nói mà nói lại cái gì. Việt Nam giàu lắm mày. Chợ đêm Ninh Kiều thấy không? Ừ. Chợ đêm Ninh Kiều nè. Chợ đêm, Ninh Kiều. Cái đường này chắc là tối cấm. Chợ đêm Ninh Kiều. Tối đi bộ. Tối đi bộ thì chậm. Chợ làm thơ. Đúng không? Chợ làm nè. Cái biểu tượng giống như Cà Sài Gòn. Cứ chạy đi. Mày nói gì chỗ này có khách sạn vậy đâu? Đây nè hả? Nói chỗ này an ninh lắm mà. Ừ đó. Ừ. Cấm lắm. Cấm từ 6 giờ tới chiều luôn. Cấm luôn sao? Đây là hả? Ờ, đây từ 6 giờ sáng. Này do sao dọc chỗ mấy ông vậy? Ok, đi tham quan thôi. Nó cũng dẫn đi mà chưa biết, dẫn đi dân quận 9 nè. Ở chỗ gì đó, chỗ thủy tán đó. Ủa, chứ không biết chỗ chứ không biết, không đi sao biết chỗ. Thì tao mày cũng thôi vậy đâu. Tao nói mày xuống đây mày uống cà phê. Mày đi đúng là la mày còn nói nữa. Mày cũng đâu có gì người dài đâu. Tao đi ăn theo. Rồi ăn theo mà, ăn theo tụi mình quệ rồi đó. Theo thì cũng đi chứ bộ mày đi là mày sao? Bộ mày đi là tụi nó đi chân của nó hả? Mày nhớ vô đây bữa sáng vô đây dân quê cũng sao thấy chợ chưa nhớ. Chợ Cần Thơ nè. Chợ này em tao mới ít đi nè. Ninh Kiều. Ninh Kiều. Cô gái Cần Thơ đi bỏ xe sắp về. Cần Thơ đi về có về. Ơi gái gì Cần Thơ mà thấy em áo dài xinh xắn này. Trời đất ơi. Ô vậy hả? Mèn gì vậy? Đông quá. Ông vẫn đẹp đó em, anh em mến. Em vẫn đẹp. Hồi xưa chỗ này vui lắm á. Hồi xưa ngồi xuống dưới này ăn nhậu dưới này vui. Kỳ nó đi. Đó, giờ tới giờ nó hết rồi. Chắc là không bao lâu là chắc bị sập quá. Bê tông cốc tre không à?
gì ta? Sông Hậu Giang. Hả? Không. Đi coi 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 coi. Sông Hậu Giang rồi. Hả? Hậu Giang, Hậu Giang. Không, ở dưới ta, ở dưới Bến Tre là sông Ba Lai, phải không? Nhưng mà không biết sông này sông gì. Bến Ninh Kiều đúng rồi. Nè, Bến Ninh Kiều. Chị bên chiếc á. Hả? Đâu? Ừ, trời chút, chụp cái hình này. Chụp cái hình này rất là đẹp. Thôi được rồi, chi nắng lắm. Để Ngân Thuận nó đen cái gì mà công. Mới giờ đó định có thấy đọc có cờ cắm ngoài à, thường mấy cái chùa đưa có cắm cái cờ Phật giáo ngoài á.
Thấy hả, bên trái. Các chỗ xe đậu nhiều, thiên hạ cũng vô nhiều lắm hả? Đúng rồi, thiên hạ thấy xe nó ra vô là biết rồi hả? Trúng xe tải mẹo. Ờ, Trúc Lâm kìa. Rồi biết rồi, cho anh ba này ăn hủ tiếu, ok. Cho vô tập. Ờ, phải giữ xe ô tô kìa. Đi chơi vô chơi ở chùa luôn á, để rồi. Thank you.
Thank you.
mà nó rộng hơn. Tại sao đây nó làm vậy? Có thể là chân tay nó dài quá không? Sao đúng là nó làm dư dư chứ nó lại đúng là làm ba lấy dài quá. Ồ, nó đi bên Vĩnh Long mấy cái kia nhiều mà thấy chỉ có
Đây hả? Cái đó là mình hướng dẫn, mình thương ra đó. Năm cái đó mà mình thương nữa cho cái lòng mình. Động lắm, học mình phải hiểu cái hành này vậy. Còn chỉ có năm cái đó mà mình làm được cái lòng thương được là xả bỏ hết. Lúc đó mình thấy
Thank you.
Đây luôn hả?